Chào mừng cô chú anh chị đã quay trở lại với kênh YouTube Nhà đẹp Sài Gòn. Vẫn là Song Hậu tiếp tục hành trình review đến cô chú anh chị những ngôi nhà. Do là vừa qua thì có một chị khách nhờ Song Hậu kiếm giùm ngôi nhà mà mặt tiền đường 2 lầu. Thì đây ạ, đây là mặt tiền đường và Song Hậu thấy là đường khá là rộng rãi, xe hơi có thể di chuyển vào tới tận nơi thôi cô chú anh chị. Không để mọi người chờ đợi lâu hơn nữa, ngôi nhà ngày hôm nay kết cấu một trệt 2 lầu, ngang là 4m và dài 25m. Đây là trực diện của em nó, hiện tại thì cameraman đang di chuyển máy cho mọi người có thể quan sát ạ. Mua nhà thì chắc chắn là mọi người sẽ quan tâm về cái vị trí của ngôi nhà thì nằm gần ở đây có những tiện ích gì đúng không ạ? Với từ khóa là chợ thì Song Hậu thấy là mạng trả về cho Song Hậu là chợ Long Thượng cách đây là chỉ có 650m thôi. Chợ Hưng Long cách đây là khoảng 2,4km. Bây giờ thử search với từ khóa khác nha. Ví dụ như nhà chúng ta có trẻ em đi thì mình search thử là trường học. Trường học thì Song Hậu thấy trả về cho Song Hậu có trường tiểu học cách đây là 900m nè. Trường, một trường nữa 2km, một trường nữa là 1km. Bây giờ kiếm thử trường trung học cơ sở nha. Trường trung học cơ sở thì trả về cho Song Hậu là trường trung học cơ sở Hưng Long cách đây là 1,7km thôi. Vậy là mọi người đã yên tâm được phần nào rồi đúng không ạ? Ở gần đây thì Song Hậu thấy là cũng có Bách Hóa Xanh nữa nè, có bưu điện nữa nè, có ủy ban xã Long Thượng nữa. Bây giờ thì không để mọi người chờ đợi lâu hơn nữa, chúng ta sẽ cùng di chuyển vào để khám phá khu vực sân. Trước khi di chuyển vào sân thì mọi người sẽ đi qua một lớp cửa được làm bằng sắt hộp sơn tĩnh điện. Và hai bên thì Song Hậu thấy có cái trụ cột bê tông như thế này, nhìn nhà của chúng ta kiên cố hơn, chắc chắn hơn rất là nhiều. Sân này thì Song Hậu nghĩ là mình để dư sức, mình có thể để được hai chiếc xe hơi luôn cũng được. Mình có thể trang bị thêm ví dụ như là cái bộ ghế ở đây để tối tối gia đình mình có thể quây quần ở đây nè. Bây giờ thì mời mọi người chúng ta sẽ di chuyển sâu hơn nữa để khám phá không gian phòng khách. Khu vực phòng khách thì mình sẽ đi qua lớp cửa được làm bằng nhôm sinh pha, kính cường lực ha cô chú anh chị. Không gian này rộng lắm đúng không ạ? Hy vọng là mọi người dành chút thời gian để chúng ta ghé xuống trải nghiệm ngôi nhà ngày hôm nay. Ở không gian phòng khách thì Song Hậu thấy hai bên có ốp gạch đầy đủ hết để tránh tình trạng là bị thấm nước nè. Và ở đây cũng có dán những cái hình ảnh như thế này sẽ làm cho không gian phòng khách sang trọng hơn rất là nhiều. Phía trên trần nhà là trần thạch cao và xung quanh đây cũng đã chạy đèn xung quanh hết rồi. Đèn điện là đèn điện nhà nước. Hệ thống cấp thoát nước ở đây thì cũng đạt quy chuẩn nên mọi người hoàn toàn có thể yên tâm. Dân trí cao ha mọi người. Bây giờ thì xin mời mọi người chúng ta sẽ cùng di chuyển để mình khám phá khu vực này. Đây là vách ngăn giữa khu vực phòng khách và khu vực cầu thang và bếp. Ở đây thì chúng ta có thể tận dụng ở đây những cái chỗ như thế này để mình có thể để những tranh ảnh nè, bình hoa nè, hoặc là bình rượu Tây, bình rượu ta. Bây giờ thì xin mời mọi người chúng ta sẽ cùng khám phá không gian cầu thang. Khu vực cầu thang thì các cái bậc cầu thang Song Hậu thấy khá là thấp. Nếu như nhà của chúng ta có người lớn tuổi thì mình cũng yên tâm trong quá trình mà di chuyển. Ví dụ như người lớn là hay bị xương khớp nè, thì cái này là nhà có trẻ em mình cũng không có sợ bị té nữa. Bây giờ thì xin mời mọi người chúng ta sẽ cùng trải nghiệm không gian nhà vệ sinh. Nhà vệ sinh ở đây thì Song Hậu thấy là có tích hợp đầy đủ những vật dụng cơ bản. Ví dụ như là đây, mở đèn lên ạ. Ở đây thì Song Hậu thấy có ốp lát gạch đầy đủ hết để đỡ bị văng nước nè. Có gương, có lavabo, có bồn cầu. Ở không gian bếp thì chủ đầu tư sẽ trang bị cho mọi người kệ bếp trên, kệ bếp dưới. Bề mặt bếp được làm bằng đá hoa cương và bột inox 304 chống hen rỉ theo thời gian. Phía trên trần nhà này cũng là trần thạch cao ha mọi người. Bây giờ thì xin mời mọi người chúng ta sẽ cùng di chuyển lên lầu. Đây là căn phòng đầu tiên. Ở căn phòng đầu tiên chúng ta sẽ đi qua một cái lớp cửa được làm bằng gỗ ha mọi người. Phòng này thì cũng rộng rãi lắm để chúng ta có thể trang bị ví dụ như là giường, tủ nè. Phía trên trần nhà cũng là trần thạch cao luôn. Bây giờ chúng ta sẽ cùng di chuyển ra khu vực ban công. Ở đây thì sẽ có cái cửa sổ và ban công để giúp cho phòng của chúng ta đỡ bị ngợp, đỡ bị bí bách. Đối với dãy nhà ngày hôm nay thì chỉ duy nhất ngôi nhà ngày hôm nay sẽ làm cho mọi người một cái không gian ban công như thế này khá là rộng rãi để mình có thể trồng cây ở đây nè. Mọi người có thể để ý là bên kia chỉ là một cái lớp tôn thôi. Dân cư ở đây thì cũng đã hiện hữu đầy đủ hết rồi. Ở phía xa xa kia đó chính là vườn lan. Dân trí cao nên mình cũng yên tâm nha. Bây giờ thì xin mời mọi người chúng ta sẽ cùng di chuyển để khám phá căn phòng thứ hai. Phòng nào cũng vậy, mọi người sẽ đi qua một lớp cửa được làm bằng gỗ. Trước khi di chuyển vào phòng thứ hai thì mời mọi người chúng ta sẽ cùng trải nghiệm nhà vệ sinh. Nhà vệ sinh ở đây thì có trang bị cho mọi người là lavabo nè, rồi bồn cầu nè,
xung quanh thì cũng có ốp lát gạch đầy đủ hết để tránh tình trạng là bị thấm nước ha. Lớp cửa này là lớp cửa được làm bằng nhôm sinfa kính cường lực mờ. Ở căn phòng thứ hai thì song hậu thấy cũng rộng rãi nè, để mình có thể trang bị ví dụ như là giường, tủ. Mình có thể trang bị ví dụ như là giường 1m6, 1m8 hoặc là 2m cũng được. Ta-da, đây là căn phòng thứ ba. Phòng thứ ba này thì cũng tương tự với những căn phòng ở phía dưới thôi, thì cũng sẽ có đèn ngủ nè, rồi chạy đèn xung quanh hết cho tất cả mọi người. Trần là trần thạch cao luôn. Chúng ta sẽ đi qua một lớp cửa được làm bằng gỗ. Tiếp theo, căn phòng cuối cùng. Căn phòng cuối cùng đây sẽ có trang bị cho mọi người cái rèm để tránh nắng ha. Tại vì chúng ta sẽ có cái cửa sổ và có một cái khu vực ban công. Phòng này cũng rộng rãi để mình có thể trang bị ví dụ như là giường, tủ nè. Hoặc là mình có thể làm một cái phòng thờ ở đây cũng được. Mời mọi người trải nghiệm nhà vệ sinh. Nhà vệ sinh ở trên lầu 2 như thế này cũng có tích hợp đầy đủ những vật dụng cơ bản, ví dụ như là lavabo nè, bồn cầu nè.